Xin được nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, khách quý gần xa cùng toàn thể bà con có mặt trong buổi giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội tranh đầu báo thị trấn Quảng Uyên Xuân Quý Mão năm 2023. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi đặc biệt Hoàng Phượng xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý khách và toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất, chúc cho chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, với lòng hăng say nhiệt tình của các đội văn nghệ quần chúng đến từ xã, thị trấn, hôm nay với những lời ca tiếng hát chan chứa tình cảm với Đảng, Bác Hồ kính yêu, bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, chương trình giao lưu văn nghệ là một món ăn đầy ý nghĩa mà các diễn viên không chuyên xin được gửi tới quý khách gần xa và toàn thể bà con. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ quý bà con ạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu thưởng thức chương trình văn nghệ giao lưu sáng ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là Tính Then Chảy Hội Pháo Hoa, sáng tác Phạm Tịnh, do đội văn nghệ quần chúng thị trấn Quảng Uyên biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh.